Chào mừng anh em đến với kênh Máy móc Việt Nam Bình Tân. Rồi thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh em một mẫu máy hàng mic không dùng khí với giá cực kỳ rẻ, từ trước đến nay chỉ có ngay Máy móc Việt Nam Bình Tân mới có cho anh em mình cái gói ưu đãi như thế này. Rồi với mẫu máy hàng mic không dùng khí này, anh em chúng ta đến với thương hiệu Kingwell nha anh em. Nó có mã là KW Mic 200F Mini. Đây là mẫu máy mic không dùng khí có form nhỏ nhất thị trường hiện nay. Ở đây thì anh em sẽ có một cái màu xanh đặc trưng của thương hiệu Kingwell này. Với cái mẫu này anh em được bảo hành lên đến là 15 tháng luôn nha anh em. Rồi thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu về những cái tính năng trên con máy. Thứ nhất, con máy này thì anh em có thể sử dụng hàng mic không khí đó, và có thể hàng que. Thì với con máy mini này á, cái que mà anh em xài ổn định nhất đó là que 2.6L đổ lại, rất là hiệu quả nha. Thì anh em có thể thấy ở trước con máy sẽ có một cái màn hình LED điều chỉnh cho anh em mình có thể điều chỉnh dòng hàng. Súng mic là súng mic rơi, thì đi kèm theo một con máy mini thì chắc chắn cái dây của nó cũng vừa phải thôi, cũng không có dài lắm cho anh em mình nha. Đấy thì anh em có thể cắm hai cọc cộng trừ, có thể hàng que được luôn nha anh em. Rồi với thiết kế rất là nhỏ gọn tiện lợi, anh em có thể sử dụng máy làm việc hàng trên cao rất là hiệu quả. Ở đây là bên trong con máy của anh em ơi. Với con máy này thì anh em lắp được cuộn dây 1 kg nha anh em. Đây và cái bộ đẩy cũng cực kỳ chắc chắn. Đó thì anh em có thể sử dụng hai loại dây, thứ nhất là 0.8 hoặc là 1 ly. Việc sử dụng một con máy hàng mic thì nó cực kỳ đơn giản so với hàng que. Hàng que thì khi anh em hàng mỏng nó có thể lủng, nhưng với một con mic như thế này thì hàng cực kỳ dễ dàng nha anh em. Rồi thì quay về phía sau thì chúng ta có một cái sợi dây nguồn rất là chắc chắn và cứng cáp, với một cái phích cắm cực kỳ xịn cho anh em mình nữa nha. Đây, điện sử dụng là điện 220, công tắc on off đây, và được tích hợp một cái quạt tản nhiệt rất là to ở phía sau để con máy hoạt động hết công suất, khả năng làm việc nó sẽ, thời gian làm việc của anh em mình nó sẽ lâu hơn so với những cái phân khúc cùng loại nha. Rồi thì chúng ta xem phụ kiện đi theo máy rồi bao gồm những gì nha anh em. Hiện tại ở cái mẫu này là một dòng máy hàng mic không dùng khí, có thiết kế nhỏ gọn và giá cả của nó rất là mềm ở thị trường hiện nay. Rồi thì theo máy sẽ bao gồm là một cái súng mic nha anh em, loại súng có đầu bét và ít chụp khí là 15 AK, và một cái kẹp nát cũng rất là dài cho anh em mình, dắt là đều là dắt nhỏ cho anh em mình luôn nha. Rồi thì một số anh em sẽ có thắc mắc ở con máy này á, thì những cái vật liệu tiêu hao của nó là bao gồm những gì. Thì thứ nhất đó là dây, dây hàng, cuộn dây đó anh em, và thứ hai là cái đầu bét đấy. Rồi thì em xin thông báo công bố giá về cái sản phẩm KW Mic 200F Mini này nha, đến từ thương hiệu Kingwell. Thì với cái sản phẩm này hiện tại bên em đang có chương trình rất là tốt, giá chỉ có 1.450.000, anh em sẽ được hỗ trợ thêm một cái cuộn dây nữa, 1 ly, loại 1 kg. Thì anh em nào cảm thấy cái giá cả hợp lý thì có thể đặt hàng bằng cách là gọi đến số hotline 0906 779 465, hoặc anh em muốn đến trực tiếp cửa hàng để tận tay trải nghiệm dòng máy mic không dùng khí này thì có thể đến ngay với địa chỉ 1095 quốc lộ 1A, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân nha. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi video đến giây phút này. Anh em có nhận xét gì về cái dòng máy hàng mic này thì có thể để lại cái đánh giá phía dưới giúp em nha. Và nhớ anh em nào mà muốn em review thêm về cái sản phẩm gì thì có thể comment phía dưới giúp em. Anh em nào theo dõi đến đây rồi đó mà chưa đăng ký kênh thì giúp em một lượt đăng ký kênh để giúp kênh ngày một phát triển hơn, và qua đó sẽ cập nhật những cái chương trình, những cái sản phẩm bên em nó sẽ liên tục hơn nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại các anh em trong những video tiếp theo ạ.